Thưa quý vị, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến hoạt động tại các bảo tàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Song không dậm chân tại chỗ, các bảo tàng đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để liên tục làm mới mình. Qua đó không chỉ thu hút khách thông thường mà còn mở rộng đối tượng khách đến tham quan và trải nghiệm tại bảo tàng. Bảo tàng Đà Nẵng đã tổ chức chương trình giáo dục và trải nghiệm tour bộ hành với các chủ đề Dạo bước sông Hàn, Theo bước chân đoàn quân giải phóng đã thu hút nhiều người dân và du khách tham gia, trong đó có các em nhỏ, học sinh muốn tìm hiểu về lịch sử đất nước cũng như thành phố Đà Nẵng. Với hướng dẫn viên là nhân viên bảo tàng, người am hiểu và có kiến thức chuyên môn về lịch sử để đưa công chúng ngược dòng thời gian về với thành phố trong quá khứ, thông qua việc khám phá các khu trưng bày chuyên đề tại bảo tàng và các di tích phụ cận nằm bên bờ sông Hàn. Tham gia tour bước sông Hàn của bảo tàng Đà Nẵng trước hôm nay thì mình rất là vui khi mà có nhiều cái thông tin về lịch sử văn hóa của thành phố mà mình chưa biết, thì hôm nay mình có biết thêm về những cái nét văn hóa của thành phố, và từ đó thì mình có thêm yêu thành phố của mình, và mình mong là trong tương lai là mình, nếu có cơ hội, mình sẽ giới thiệu bạn bè và những du khách trong và ngoài nước tới gọi là trải nghiệm thêm những cái đặc trưng văn hóa của thành phố. Em thấy được lòng dũng cảm của con người Việt Nam, thấy được những sự hy sinh mất mát vì tổ quốc, vì quê hương của những người chiến sĩ anh dũng. Và em rất là tự hào về con người, về quê hương Việt Nam, những người chiến sĩ anh dũng đã hy sinh vì tổ quốc, vì đất nước ạ. Nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, các bảo tàng không chỉ phục vụ khách tại bảo tàng mà còn đáp ứng phục vụ khách trên website và các mạng xã hội, như tích cực tổ chức các triển lãm và chương trình giáo dục lịch sử cho học sinh, sinh viên trong dịp hè, tăng cường công tác quảng bá truyền thông, nhất là thực hiện video clip giới thiệu các chuyên đề, ứng dụng công nghệ quản lý, truy xuất thông tin hiện vật nhanh, trực tiếp từ hệ thống quét mã QR, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản hiện vật, tạo không gian trưng bày sinh động. Các bảo tàng cũng đã trở thành địa điểm check-in nổi tiếng của nhiều bạn trẻ. Thì tất cả các cái không gian trưng bày cố định cũng như cái không gian trưng bày ngắn hạn tại tầng 1 thì chúng tôi luôn luôn bao giờ cũng làm mới các cái nội dung, chỉnh lý, nâng cao cái chất lượng trưng bày để đáp ứng cái nhu cầu của công chúng đến tham quan thưởng lãm nghệ thuật. Bên cạnh đó, các bảo tàng cũng triển khai thực hiện chỉ đạo của Hội đồng Nhân dân thành phố tại Nghị quyết số 68 ngày 17 tháng 12 năm 2021 quy định miễn phí tham quan danh thắng Hồ Hoành Sương và tham quan công trình văn hóa bảo tàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Bởi danh sách hỗ trợ thu hút khách của thành phố và những nỗ lực làm mới mình, trong 9 tháng đầu năm, Bảo tàng Đà Nẵng đón và phục vụ khoảng 43.000 lượt khách, Bảo tàng Điêu Khắc Chăm đón khoảng 29.500 lượt khách, Bảo tàng Mỹ thuật là gần 25.000 lượt khách. Những kết quả khả quan như trên sẽ tạo đà để các bảo tàng tiếp tục triển khai những hoạt động mới, hấp dẫn, góp phần mang những giá trị về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật của thành phố đến gần hơn với công chúng.